Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến nhất đến với tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Boy sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Hoa tan cho ngày cưới được viết bởi tác giả Hoa Tổng. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi đón nghe và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Hãm hại hay không? Đến lượt cô nói sao? Tố cẩm, tôi cảm thấy cô thực sự rất ngu xuẩn. Cô mở miệng cầu xin cũng vô ích. Vì lợi ích của nhà họ Lâm, vì sự tổn thức nặng nề của nhà ta, cha cô chết là cái chắc. Tố cẩm đờ cả hai mắt Giống như lồng ngực bị xé rách ra Chẳng lẽ Vì muốn có sự trình bày với đám lính pháp Mà hy sinh một mạng người sao Ai làng trước sâu vẫn lành nhạt Lâm Đình không giúp được cô Vậy thì hà tức gì phải hy vọng Hãy quay về phòng mà cầu nguyện cho cha cô Chết được nhắm mắt đi Tố cẩm rời khỏi phòng Trong bộ dạng tưởng tờ Cô cảm giác đã không còn sức lực nữa Hoàn toàn như con rối rộng tuyết mà bước đi, mận từ xa nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, liền chạy tới. mở ba, tố cẩm đang không còn biết gì nữa, liền hạ xuống đất mà ngất đi. mận đỡ lấy cô, lo lắng. mở ba, mở ba, người đâu? mở ba ngất xỉu. lâm đình nghe được tiếng vọng lớn, liền hối hả mà chạy đến, anh bế tố cẩm lên, gấp gáp liền hạ lên. mau, mời thầy lang đến. mận cúi đầu. Dạ Căn phòng yên tĩnh cho đến khi thầy Lan bắt mạch xong liền vui vẻ lên tiếng Chúc mừng cậu ba, mở ba đã có thai Mọi người trong phòng đều mừng gỡ ra mặt Tố cẩm đã có thai khiến tâm tình của Lâm Đình thực sự rất vui Anh liền căng dặn Chuẩn bị thuốc bổ tốt nhất cho tố cẩm Còn nữa, mọi chuyện sau này phải cẩn thận, lo tốt cho mở ba Người làm ai nấy đều gật đầu, Mận đứng bên giường nhìn tố cẩm dần mở mắt Cô vui mừng đến xúc động Cô biết mở đã mong ngóng Một đứa con từ rất lâu Rốt cuộc trời cao cũng tỏ ý ban con Tố cẩm mở mắt Lâm Đình liền nắm lấy tay cô Em tỉnh rồi sao? Thấy anh Cô liền muốn khóc lớn Lâm Đình Cha em Anh liền cắt ngang lời nói Em đừng kích động Ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy cô kinh ngạc. Anh nói gì cơ? Đứa bé gì chứ? Mận nhanh chóng lên tiếng. Mở ba, mở có thai rồi. Tố cẩm kinh ngạc đến không dám tin. Cô vô thức sờ lên bụng mình mà cảm nhận. Rốt cuộc ta cũng đã mang thai rồi sao? Mận gật đầu. Mở ba, ngày đêm khấn cầu, đây là trời cao ban con, nhất định là điềm lành. Tố cẩm nắm chặt tay Lâm Đình xúc động mà khóc cảm xúc lúc này khó diễn tả ở bên ngoài đột nhiên có người đi vào trong trạng thái hối hả mà thông báo thưa cậu ba ở bến cảng báo tin ông gá muốn trốn khỏi nhà giam mà giết chết một tên lính gác đám lính pháp đang phục kích để bắt ông ta tố cẩm thất kinh hồn vía mà như bật dậy không được tổn hại đến cha ta cha ta nhất định có nỗi khổ mới hành động như thế lâm đình sắc mặt liền thay đổi Chuyện xảy ra khi nào thế? Dạ thưa tối hôm qua, hiện tại ông gá vẫn đang lự trốn. Tố cẩm kéo lấy tay Lâm Đình, kích động. Lâm Đình, bảo bọn họ đừng tổn hại đến cha em. Xin anh, xin anh đấy. Lâm Đình gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, sau đó lớn giọng bảo. Cho người đến bến cảng thông báo, tất cả bọn họ phải bắt được người sống. Mọi chuyện phải chờ ta xử lý. Tên người làm tương lệnh rồi rời khỏi tin tức m ba nhà họ lâm mang thai đã được truyền đến khắp làng thanh mai những hiện tượng xảy ra trong làng càng khiến người ta kinh ngạc bầu trời phát sáng rõ hào quang cầu vòng bảy sắc màu xuất hiện trên bầu trời hoa nở rộ khắp con đường làng tạo nên khung cảnh thơ mộng tuy chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên những người trong làng lại tin cái thai của m ba chính là điềm lành điềm tốt cho cả làng thanh mai ái làng chính là người tức giận nhất cô chính là không cam tâm cô muốn mang thai cũng phải dùng thủ đoạn mới có được tại sao tố cẩm lại dễ dàng như thế vì chuyện mang thai của tố cẩm mà cô bực dọc về nhà cha mẹ ở suốt hai ngày đã không trở về bà trịnh đối với cái thai này tuy có chút không mong muốn nhưng bà cũng không thể động vào cô vì lâm đình bảo vệ cô rất tốt anh luôn cho người theo sát tố cẩm đủ biết anh mong chờ đứa con này đến cỡ nào về phía ông gá cha của Tố Cẩm Đã lượn trốn không rõ tin tức Lâm Đình cho người đi khắp nơi Nhưng kết quả vẫn không rõ ràng Có người nói ông gá đã trốn sang biên giới Có người nói ông ấy vì đắc tội với người nào đó Mà bị người ta giết chết Giấu cả xác đi Mẹ của Tố Cẩm và bà Tâm Ngày đêm mong nhớ chồng Tinh thần xa suốt Bà khóc đến hai mắt suýt nữa bị mù Sức lực ngày một càng kiệt Tố Cẩm được sự cho phép của Lâm Định mà có thể thường xuyên về nhà an ủi mẹ. Cô cũng rất khổ tâm, nhưng vì không muốn mẹ hết hy vọng nên đành cố gắng an ủi động viên. Tố Cẩm viết một bức thư nhờ cậy người gửi lên tỉnh báo tin cho anh họ là Ngô Dương. Anh ấy với Tố Cẩm ngày trước nhà ở cạnh bên nhau vì bố mẹ Ngô Dương hay đi làm ăn xa nên anh ở nhà chỉ có một mình. Cha mẹ cô thấy anh đường độc nên yêu thương anh như người trong nhà đến lúc hiểu chuyện anh còn mong muốn được làm con nuôi trong nhà cha mẹ cô rất vui vẻ mà đồng ý tố cẩm xem Ngô Dương như một người anh trai sau này lớn lên có rất nhiều chuyện đã thay đổi gia đình Ngô Dương chuyển lên tỉnh lớn để sinh sống từ đó hai anh em dần mất liên lạc nhưng mấy năm trở lại đây cô mới nghe ngóng được tin tức của Ngô Dương bây giờ là một luật sư có tiếng ở tỉnh vì muốn cứu cha nên cô mới tìm cách liên lạc cho anh. Ngô Dương nhận được thư của cô, nghe rõ sự tình, liền nhanh chóng đến gặp mặt trợ giúp. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, hoa nở xuân cận kề. Trời chuyển xuân, không hiểu vì sao trong người tố cẩm cứ bức rứt, nóng nực. Cô khuấy đảo ly trà hoa cúc trên tay. Có lúc lại tưởng tờ suy tư rất lâu, mận đi vào cô cũng không hay biết. Mận nhẹ nhàng, đề máu khoát khoát lên vai cô, nhẹ nhàng dặn dò. Tuy là mùa xuân nhưng trời lại có gió M3 hãy mặc thêm áo ấm Tránh cơ thể bị cảm Tố cẩm khẽ cười Đi sang bên ghế Tay đặt ly trà hoa cúc xuống bàn Thời gian đúng thật là trôi qua nhanh quá Mới đó đã nửa năm Mận gật đầu Dạ cũng sắp cận ngày mở ba sinh nở Lúc đó nhất định sẽ là một ngày đại hỷ nhất trong năm Hy vọng mọi chuyện đều tốt lành Tố Cẩm nét mặt lại buồn bã. Nghĩ đến cha hiện tại không biết tình trạng sống chết. Cô chẳng còn tâm trạng nghĩ đến hai chữ tốt lành. Chỉ mong cha bình an vô sự mà trở về. Cho dù tổn thọ, cô cũng bằng lòng đánh đuổi. Tố Cẩm nâng ly trà lên, định nhấp một ngụm Thì vòng chuỗi hạt trên tay đột nhiên bị đứt. Từng viên rơi xuống đất vườn vãi. Mận giật mình, cúi xuống nhặt từng viên. Tại sao khi không lại đứt chứ? Tố cẩm buồn trồn trong lòng Đây là chuỗi vòng hạt Mà cha cô nằm đó đến tận chùa Vân Sơn Để thỉnh về cho cô Cha có nói Đeo chuỗi vòng hạt trên tay sẽ được trời Phật phù hộ Vạn sự tốt lành Vòng hạt đức chẳng lẽ là có điểm báo hay sao Tố cẩm vừa dứt lời Tim lại khẽ nhói lên Cô ôm chặt lấy lồng ngực Nhăn mặt Mận đỡ lấy cô Mở ba, mở không sao chứ Tố cẩm cố gắng lắc đầu còn chưa kịp đáp, người bên ngoài đã đi vào thông báo. Thưa mở ba, người ở bến cảng báo tin ông gá đã bị đám lính Pháp bắt, hiện tại vẫn đang ở bến cảng xử lý. Tố cẩm nhanh chóng đứng lên. Không được làm hại tới cha ta. Người làm căng thẳng. Dạ thưa, chuyện xử lý đã không nằm ở phía nhà họ Lâm nữa. Ông gá dám trốn chạy suốt nửa năm. Bọn lính Pháp đã hạ lệnh, chỉ cần bắt được, liền giết chết tố cẩm thức kinh hai mắt đỏ ngừng lâm đình đâu lâm đình đang ở đâu mận vội vàng nói cậu ba đã ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa trở về tố cẩm căng thẳng tim lại nhói lên từng cơn cô lớn giọng mận đưa ta đến bến cảng mau ta phải đến cứu cha mận gật đầu lo lắng dạ từ làng thanh mai muốn đến được bến cảng cũng mất rất nhiều thời gian tố cẩm cố gắng đi nhưng từng trận đau đớn ập tới khiến cô đứng không vững mang áo khủy xuống đất mận chạy đến kéo lấy tay cô Mở ba tố cẩm gạt tay mận ra ta phải đến bến cảng cha ta không thể chết cô đứng lên dường như là dốc hết sức mà đi vào mất rất lâu mới có thể ra khỏi con đường làng nhưng thật sự vẫn còn cách bến cảng rất xa sức lực càng lúc càng càng kiệt Tố cẩm vừa bước vừa khóc Chân một lần nữa quỳ xuống đất Bụng truyền đến một cơn đau dữ dội Cô ôm bụng nằm trên mặt đất lạnh lẽo Đau quá Bụng của ta đau quá Mận hốt hoảng Máu Tại sao lại nhiều máu như vậy Mở ba Mở ba bị động thai rồi Tố cẩm sắc mặt trắng bịch Đau đớn rỉ mồ hôi Cô cắn răng ráng gượng Cha, Ta phải đến cứu cha Mận oa khóc Mợ ba, tình trạng của mợ thực sự rất nguy hiểm Mợ đừng cố sức nữa Tố cẩm khóc nứt, mỉm môi Cơn đau ập đến càng lúc càng dữ dội Cho đến khi cô mệt mỏi, ngất đi Thì tiếng khóc tức tưởi đó Không còn nghe thấy nữa Mận ôm chặt lấy tố cẩm Cảnh tượng ngày hôm đó Chính là một bầu trời đầy bi thương Mùa xuân lại mang theo sự ảm đạm Đến nao lòng Ở một nơi khác Nghe tiếng người làm hô lớn Người đâu Mở lớn có dấu hiệu sinh Mau mời bà mụ đến Ái Lan ôm bụng, Đau đớn mà quát lớn Nhanh đi muốn ta chết hay sao hả Đám người làm liền tức tốc chạy đi Ái Lan mang tài con đầu tiên Không hiểu sao đến giờ mới chịu sinh Đứa con này hành hạ cô suốt 12 tháng Lại muốn ra đời ngay lúc này Hành hạ cô một trận đau đớn ở bên ngoài truyền đến tiếng hét của Mận Cậu ba, cậu ba, mở ba sắp sinh rồi Lâm Đình trong thư phòng nghe được tiếng Mận liền chạy ra Anh hốt hoảng khi thấy máu chảy rất nhiều Sao lại như vậy? Mận vừa khóc vừa trả lời Dạ, mở ba nghe tin cha mình đã bị đám đến Pháp bắt giữa bến cảng Lúc đó cậu ba lại không có ở nhà mợ vì muốn cứu cha cho nên đi nhanh đến bến cảng có lẽ vì đi vội nên động đến cái thai Lâm Đình đau lòng càng ôm chặt lấy tố cẩm Màu, đi mời bà mù đến đây Mận cúi đầu rời đi Nhà họ Lâm rơi vào sự căng thẳng Hai căn phòng khác nhau Cùng lúc hai bà mụ đỡ đẻ cho hai người vợ của Lâm Đình Phòng của Ái Lan Bà Trịnh túc trực xuyên suốt Người ra kẻ vào chăm sóc cô chu toàn Bà Trịnh thầm cấn vái Hy vọng con dâu lớn sinh được một đứa con trai đích tử cho nhà họ Lâm. Phòng của Tố Cẩm, mọi thứ đều yên ắng. Lâm Đình ở bên ngoài chờ đợi, mận sốt ruột đứng bên cạnh giường. Bà mụ liên tục chậm mồ hôi. Hít thở, mở thả lỏng. Tố Cẩm cắn chặt răng, dù đau đớn cũng không phát ra âm thanh. Hai cảnh tượng đều hoàn toàn trái ngược nhau. Đến rạng sáng, bên phía Ái Lan, Diễm chạy ra báo tin. Chúc mừng bà chủ, mở lớn đã sinh là một đích tử, một đứa con trai. Bà Trịnh cười lớn, sự vui sướng tràn ngập. Tốt, ông trời đã phù hộ cho nhà họ lâm ta. Bên phía tố cẩm, mận cũng vui mừng chạy ra hô lớn. Cậu ba, mở ba đã sinh rồi, là một bé trai, đúng là vạn sự tốt lành. Lâm Đình vừa vui mừng vừa lo lắng, chạy vào bên trong xem tố cẩm ở cạnh giường cô đưa tay kéo lấy tay lâm đình yếu ớt nói lâm đình cứu cha em xin anh có thể niệm tình con của chúng ta mà cứu cha em anh gật đầu nhưng trong mắt lại rất khó xử anh nhìn sang đứa con trai của mình vừa chào đời cảm xúc khó tả bên ngoài người ta tức tốc chạy vào báo thưa cậu ba lâm đình nhíu mày chuyện gì dạ ông gá đã bị bắt chết ở bến cảng đang được chuyển xác về nhà cho người thân tố cẩm nghe xong dốc hết sức mà gào thét lên lâm đình đỡ lấy cô tố cẩm em đừng kích động cô khóc trong đào đớn tuyệt vọng cha ơi cha mận đau lòng rơi nước mắt khi chứng kiến sự bi thương ấy căn phòng chỉ còn tiếng khóc của tố cẩm Mỗi tiếng nấc đều đâm thẳng vào trái tim của Lâm Định. Từ lúc nhận được tin ông gá bị bắt, anh đã tức tốc đến gặp ông Hương Cả nhờ cậy nói giúp, nhưng không có được sự đồng tình. Ông Hương Cả chính là muốn ông gá phải chết để giữ vững mối quan hệ với đám lính Pháp. Lâm Đình hết cách mới bảo người làm chạy đến bến cảng, bằng mọi giá phải đón được ông gá về, nhưng lại quá trễ, người trở về lại báo tin dữ, ông gá đã bị bắn chết tại chỗ. Lâm Đình rơi vào trạng thái bất lực. Bên ngoài có ông Hương Cả nắm quyền, bên trong lại bị bà Trình chi phối. Anh muốn đi trước một bước cũng không thể. Là anh có lỗi với tố cẩm, vì không thể giữ lời hứa, ông gái chết một cách quá oan ức. Cứ ngỡ là cảnh tượng vui vẻ, nhưng hóa ra toàn là sự đau thương. Ái làng sinh được đích tử còn chưa kịp đắc ý, đã nghe bà mụ chạy ra báo tin. Bà run rẩy Thưa... Ờ, uh, thưa bà chủ đứa bé Bà Trịnh nhíu mày Đứa bé thế nào? Dạ Đứa bé Đứa bé đã ngừng thở Bà Trịnh sững sờ lặng đi tại chỗ Cái gì? Tại sao lại như thế? Bà mụ liền lắc đầu ờ, uh, Về chuyện này thật tình tôi cũng không rõ Nhưng đứa bé sinh ra chỉ có vài phút sau đã tím tái Sau đó ngừng thở hoàn toàn bà trịnh run giọng mời thầy lan tốt nhất đến bên trong phòng yên tĩnh ái lan cắn môi khóc nức thầy lan đến chuẩn đoán xong cho ái lan liền lắc đầu bảo thưa bà chủ lúc mang thai mỡ lớn đã dùng quá nhiều thuốc bổ bào thai còn quá nhỏ không kịp thích ứng hóa bổ thành độc phản tác dụng mà chết bà trịnh chết lặng hoàn toàn bà suýt nữa thì ngã xuống nhưng được quản gia trần đỡ lấy. Bà chủ, thân thể quan trọng. Hải làng biến thành người mất hồn, nằm yên trên giường, nước mắt tuôn trào ướt hết cả chăn gối. Con của cô ta đã chết, tại sao chứ? Ta toàn tính nhiều chuyện, an bài tất cả, nhưng vẫn không thể tính được kết cục ấy. Là ông trời báo ứng ta sao? Bác ta mất đi một đứa con vừa mới chào đời. Ông trời trách ta quá tàn nhẫn hay sao? Ta làm tất cả mọi chuyện Đều là vì muốn níu giữ trái tim của chồng ta Ta sai ở đâu Hôm sau Đám tang của con trai Ái Lan Được cử hành tại nhà họ Lâm Mọi thứ diễn ra rất đơn giản Trong lúc cô đem đứa con của chính mình ra hồ viện chôn cất Đã đụng phải tố cẩm Cũng đang tức tốc Lên đường trong điều bộ hối hạ Bên ngoài trời đổ cơn mưa Gió thổi lớn Toàn cảnh ám đạm cả hai đối diện với nhau ở cùng một đoạn ái lan liền cúi đầu muốn nhanh chóng rời đi đã bị tố cẩm chặn lại chị có biết tôi đang đi đâu không tôi vừa sinh được một ngày đã phải đội mưa lớn đến nhìn xác cha mẹ nói cha tôi chết rất thê thảm máu thấm đỏ cả bến cảng ái lan chột dạ liền nói người chết cũng đã chết cô đừng đau lòng tố cẩm cười lớn Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ cố gắng mà cười lớn. Để còn chứng kiến nhân quả báo ứng, giống như chị ngay lúc này, cũng là đội mưa, nhưng lại chính là đội mưa đem xác con trai đi chôn cất. Ái Lan sững người, nhìn Tố Cẩm bằng con mắt kinh ngạc, cô hôm nay giống như biến thành một người khác. Ái Lan cúi đầu, hạ giọng bảo: "Xin nhường đường." Tố Cẩm nhếch môi, chị sao thế Hôm nay giọng điều lại thay đổi nhẹ nhàng như thế Có phải gặp báo ứng rồi Nên mới tu tâm dưỡng tính hay không Ái làng mỉm môi Tố cẩm lớn giọng Ở đời làm biết bao nhiêu chuyện xấu Đến khi gặp chuyện Mới biết thấp nhang lại Phật Thì đã muộn Ông trời đúng thật là có mắt Tố cẩm xoay lưng bước đi Trong sự ngỡ ngàng của Ái Lan Đám tàn của ông gá được cử hành Người dân đến dự chia buồn cùng với gia đình Cha nằm trên giường lớn Tố cẩm từ từ kéo khăn cha mặt xuống Cô hòa khóc Hai mắt cha vẫn trừng lớn Chết một cách tức tử Toàn thân bị đạn xuyên qua Từ đầu đến chân không thiếu một chỗ Bên cạnh là ngô dương Anh hay tin đã nhanh chóng có mặt Giúp đỡ gia đình an bài hậu sự Tố cẩm khóc lớn Tại sao cha lại chết thảm như vậy Toàn thân đều là vết thương Ngô Dương miếm môi Bọn họ nói cha có ý định chống đối Nên mới xử bắn tại chỗ Tô Cẩm cắn răng Đè nén tiếng khóc Rõ ràng là cố ý hãm hại Muốn lấy một mạng người Tìm lý do không được Bọn họ ý thế hiếp người Ngô Dương đau lòng ngồi xuống Lần này cha chết oan ức Chính là một sự thế mạng Vì không muốn mất đi mối quan hệ làm ăn với đám lính Pháp nên nhà ông Hương Cá đành hy sinh cha để có sự trình bày. Tố Cẩm cầm chuối hạt bị đứt trong tay mà siết chặt. Nói như thế, cho dù người cài thuốc nổ vào hàng là ai, thì cha ta cũng phải chết sao? Thiền lý ở đâu ra? Tố Cẩm khóc lớn, tay sờ lấy mặt cha, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Vuốt mắt cha xuống trong sự uất nghẹn, đau đến thấu tim Cô hàng giọng bảo con xin thề với trời bằng mọi giá cũng phải giúp cha rửa oan con bắt những kẻ dám hại cha phải đền tội nếu ông trời đã không thể làm chủ tiền lý vậy thì tố cẩm này xin cha làm chủ tố cẩm từ đầu chỉ muốn yên phận mà sống nhưng lại bị bà trịnh đến ái lan bức ép vào đường cùng bị chôn sống dẫn dụ vào khu dịch bệnh liên tiếp những sự việc xảy ra đủ khiến một tố cẩm phải trở nên kiên cường quyết đoán Cô có thể nhẫn nhịn cúi đầu khi bị sỉ nhục, phỉ bán, nhưng cha cô là vô tội. Ông ấy không nên phải kéo vào chuyện này. Cha cô chết một cách oan uổng, mắt cũng không thể nhắm. Cô bằng mọi giá phải đòi lại công bằng cho cha. Bà Tâm mẹ của Thố Cẩm vì mất đi người chồng mà bà trân quý nhất, ngày ngày rơi vào trầm cảm. Bà một lòng muốn tìm ra công lý, thấy chồng kêu oan. Bà đi lên các huyện tỉnh mang theo tấm bảng gỗ, khắc hai chữ oan ức. Bà đi đến khắp nơi, mong ai đó có thể thay chồng bà, tìm ra sự tình. Người dân trong các làng mà bà đi đến đều đồng loạt thương cảm thay cho hoàn cảnh của bà, nhưng không một ai dám ra mặt. Vì sợ uy quyền của bà Trịnh, cộng thêm sự hậu thuẫn của ông bà Hương Cả, càng khiến cho ai nấy đều phải giờ chừng e sợ. Nội oan của ông gá được bà mang đi khắp nơi. Sự việc đến tai bà Trình khiến bà tức giận vô cùng. Bà Tâm nghe nói trên huyện có một chánh tổng vô cùng có tâm. Ông ta đã thay mặt rất nhiều người vô tội minh oan, đại diện cho hai chữ công lý, tên là Trần Minh. Bà đứng trước cửa nhà ông chánh tổng mà khóc lớn. Chánh tổng, chồng tôi bị oan, xin ngài hãy giúp chồng tôi minh oan. Bà dập đầu. Chồng tôi chết trước oan ức, Xin tránh tổng đòi lại công bằng giúp chồng tôi Một lát sau bên trong nhà Người làm đi ra Thấy bà kêu thang liền dò hỏi Bà muốn tìm ai Bà Tâm liền đáp Tôi muốn gặp tránh tổng Tôi muốn nhờ cậy ngài Minh oan cho chồng tôi Chồng tôi bị người ta bước tới chết Người làm đắn đo một lúc Rồi mới gật đầu đồng ý Được, bà vào đi bà tâm nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà gỗ đơn giản chỉ vừa đủ một gia đình sinh hoạt mọi thứ đơn điệu khiến người ta không thể tin đây là nhà của ông chánh tổng huyền đập vào mắt chính là ông chánh tổng đang ngồi trên ghế giống như đang chờ sẵn ông ta dường như biết trước là bà sẽ đến đây nên đã ngồi chờ trước thấy bà đi vào ông chánh tổng liền nhếch môi bà có gì muốn nói bà tâm quỳ rạp xuống đất bất chấp sự tự tôn mà thỉnh cầu. Xin ngài chánh tổng rửa oan cho chồng tôi. Chồng tôi từ đời ông hội đồng Lâm đã làm việc ở bến cảng giữ hàng cho nhà họ Lâm. Sau này cậu ba tiếp quản, chồng tôi vẫn hết lòng trung thành. Họ đổ oan, nói rằng chồng tôi cài thuốc nổ, mưu tính cướp hàng, giết người nên đã bắn chết chồng tôi. Ông ấy chết một cách không minh bạch, khiến tôi không thể yên lòng mà cầu xin ngài. Ông chánh tổng hạ giọng khó xử bà đứng lên đi chuyện này thực tình tôi không thể giúp bà được đâu bà tâm nghe được lời từ chối như rơi vào tuyệt vọng tại sao chứ tôi cũng đã đến bước đường cùng mới đến đây tìm ngài giúp đỡ ông chánh tổng lắc đầu bảo tôi có thể giúp bà nếu như không dính dáng đến nhà họ lâm hơn nữa còn có nhà ông bà hương cả chuyện của bà không chỉ riêng tôi mà là bất cứ ai cũng không dám xen vào bà tâm khó tin ra mặt bà hiểu hàm ý trong lời nói này của ông chánh tổng nhà họ lâm uy quyền ai ai cũng không muốn trực diện chống đối xem ra hai chữ công bằng là nói cho có lệ thì ra cộng lý cũng phải dựa nhìn vào người ông chánh tổng cũng phải chịu cúi đầu trước uy quyền sao vậy thì đám người dân chúng tôi còn tin vào ngày để làm gì nữa ông thở dài tuy rằng ông ta hiểu được nỗi khổ tâm của người dân Nhưng ở thời thế bây giờ Người có tiền mới được xem là có tiếng nói Ông ta làm chánh tổng Tiền lương thật tình không đủ Để nuôi sống cả gia đình Nếu cả đời công tư phân minh Thì sẽ chết đói mất Tôi khuyên bà Đem biết tiếng thoái lưỡng nan Đừng cố gắng nữa Người chết cũng đã chết Bà chống đối cũng chỉ hài thân Bà Trình đã cho người thông báo khắp nơi Không ai được phép xen vào chuyện của bà nhà ông bà hương cả cũng đã ra mặt gây sức ép bà không cần đánh cũng đã thua bà tâm gào khóc chính là không cam tâm chấp nhận trong lòng kích động nhất lại không kiềm chế được mà thốt lên các người nhận lương nhà nước lại không lo cho dân các người có xứng đáng hay không chứ ông chánh tổng thấy bà vì mất chồng mà điên loạn nên cũng không chấp ông hà giọng bảo Lương nhà nước thì đáng bao nhiêu Chúng tôi còn phải sống dựa vào những đồng tiền Của những thương gia làm ăn lớn Như nhà họ Lâm, nhà Hương cả Bà Tâm cười lớn bảo Tôi thực sự đã điên Mới đến đây tôi đúng là điên mới tin vào ngài Bà điên loạn vừa cười vừa bước ra ngoài Bà cố gắng ôm hy vọng để rửa oan cho chồng Nhận lại được những lời này Thì ra cộng lý là dựa vào tiền để giải quyết ở cái xã hội này người nghèo như bà thì có chết cũng phải ngầm miệng có chịu bao nhiêu oan ức cũng phải cúi đầu không thể kêu than bà cố gắng bám víu vào sự công bằng nhưng giờ đây đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng ông trời rốt cuộc có nhìn thấu nỗi oan ức của người dân chúng tôi hay không ông trời ơi ông mở to mắt ra mà xem người dân chúng tôi khổ sở như thế nào bà tâm kêu oan không thành tuyệt vọng treo cổ chết mày nổi oan ức xuống địa phủ trời đổ mưa lớn than khóc thầy cho số phận của bà tố cẩm biết được sự thật sau ba năm che giấu từng chuyện một rõ ràng khiến cô khó lòng chấp nhận được ái lan sau lần mất đi đứa con trai thì trong lòng cứ như bị ác ma đều bám cô dằn vặt lương tâm đúng sai bắt đầu đấu tranh dữ dội ngày ngày giam mình ở trong phòng không tiếp xúc với bất kỳ ai bà Hương Cả hay tin con gái có biểu hiện như trầm cảm, liền từ trên huyện đi đến nhà họ Lâm thăm con gái. Bộ dạng của cô khiến bà lo lắng vô cùng. Tối hôm đó, Ái Lan một lần nữa đối diện với ác mộng đáng sợ. Cô nằm trên giường toàn thân đầm đìa mồ hôi, ra sức vùng vẫy tuyệt vọng. Bà Hương Cả lây mạnh, gọi lớn muốn đánh thức cô. Ái Lan, Ái Lan! Cô giật mình bật dậy, sợ hãi ra mặt. Mẹ, mẹ ơi Bà Hương cả kéo con gái Ôm vào lòng mà an ủi Không sao, không sao rồi, không sao rồi con Ái làng thân sắc điên loạn Đã bắt đầu kích động Mẹ ơi, con gặp ác mộng Trong mơ con thấy rất nhiều ma quỷ đeo bám con Họ nói con ở đời làm chuyện ác Sẽ bị báo ứng Mẹ ơi, có phải con trai con chết là do báo ứng không mẹ? Bình tĩnh, con phải bình tĩnh cho dù là báo ứng cũng không báo lên người con. Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ ở phía sau chỉ dẫn, còn muốn báo ứng cũng phải báo lên mẹ có hiểu không? Hải Lan gào khóc. Mẹ ơi con sai rồi, con không nên hại người. Có phải con đã sai rồi không mẹ? Bà Hương Cả nâng mặt con gái, gạt đi những giọt nước mắt, bà lành giọng bảo. Sai, sai ở chỗ là con đã không đủ tàn nhẫn, con nhân nhượng nên mới có kết cục như thế mẹ sẽ thay con làm chủ cô ta không nên sống đến ngày hôm nay ái lan hoảng sợ lắc đầu mẹ đừng hại người nữa sẽ bị báo ứng con đã mất đi đứa con trai con không muốn mất đi một người thân nào nữa bà hương cả thì kiên định người không vì mình mới chính là hổ thèn mẹ sẽ an bài để cho con được yên lòng ông trời thực sự báo ứng thì cứ đổ hết lên đầu mẹ ái lan cứng đờ Đêm khuya, Tố Cẩm mang theo tất cả sự bi thương đứng trước mộ của Lâm Minh. Phần mộ đặt sau hậu viện được chôn cất đơn giản. Một bình hoa đặt ngay bên mộ cũng không có, xung quanh có đám một âm tùm. Hậu viện hiu quạnh không có lấy một bóng người qua lại. Tố Cẩm ngồi xuống đất, mặc kệ thân người dính buồn, cô dùng tay vén cỏ ra khỏi phần mộ. Dị ảnh của Lâm Minh mới lộ ra, gương mặt người đàn ông tươi sáng như trăng, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn, nét ôm hòa. Cô sờ lên di ảnh, mắt lại đỏ hoe. Lâm Minh, anh ở dưới đó có lạnh không? Có cô độc lắm không? Em xin lỗi, trước giờ em luôn nghĩ anh thực sự là mắc bệnh tim mà chết. Để mới không biết giữ mình trong sạch. Lâm Minh, thì ra, có rất nhiều chuyện bản thân em không ngờ đến. Hơn ba năm này, sự thật mới được phơi bày. Có phải lúc anh trúng độc rất đau đớn không? Có phải anh không thể ngờ được người giết anh chính là người anh kính trọng nhất hay không? Nước mắt thì nhầu rơi xuống má, tố cẩm hoa khóc như một đứa trẻ. Ngón tay cô kéo dài xuống bia mộ, dường như cảm nhận được chút hơi ấm. Chị ước, thời gian có thể quay lại, em sẽ không để bản thân rơi vào bước đường này. Em không còn người thân, em không có bạn bè, ngay cả người đầu ấp tay gối người em một lòng tin tưởng cũng dối em lầm mình có phải kẻ càng lương thiện càng bị ép bức không có phải kẻ càng đơn thuần càng dễ bị người ta hãm hại em muốn an nhà mà sống cũng không được họ chính là không muốn buông tha cho em muốn hại em chết họ mới hả lòng hả dạ tố cẩm bi lùi lời nói ra khiến người ta đau lòng ngày trước thường nghe nhiều người nói kẻ ác thường sống thảnh thơi cô lúc đó cũng không dám tin bây giờ thì tin cha cô hết lòng trung thành thì bị mang ra làm kẻ thế mạng. Mẹ cô vì chồng mà đi tìm công lý, bị bức chết. Còn cô thì sao? Hết lòng nhẫn nhịn thì bị chôn sống, bị dẫn dụ vào khu dịch bệnh. Có những kẻ gây ra bao nhiêu tội ác tày trời như bà Trịnh, Ái Lan, ông bà Hương Cả thì sống rất tốt. Liệu rằng báo ứng có thực sự tồn tại hay chỉ đem ra để đe dọa người đây? Gió tuổi trong màn đêm, cơ thể gầy gò của cô như phát ruông, như lòng càng lạnh hơn ở phía sau lâm đình không biết từ lúc nào đã đến anh cúi người đem theo áo khoác khoác lên vai cô sao lại ra đây gió lớn như vậy em sẽ bị cảm đấy tố cẩm thẳng thường đem áo khoác từ anh cởi xuống em ra mộ thăm lâm minh có lẽ ba năm qua anh ấy luôn đợi em lâm đình sửng sốt anh nhặt áo khoác lên Trước thái độ khác thường của cô Anh có chút hoài nghi Sao vậy Tố Cẩm Trong người có phải đang không khỏe Tố Cẩm im lặng không đáp Lâm Đình có phần sốt ruột Tố Cẩm Lâm Đình Em muốn hỏi anh Em muốn nghe anh xác định lại một lần nữa Lâm Minh như thế nào lại chết Tố Cẩm dùng ánh mắt kiên định Nhìn thẳng vào Lâm Đình Khiến anh hoảng loạn mà tránh né ờ à, à, không phải anh đã nói anh hai do mắc bệnh tim mà chết sao tố cẩm trừng mắt nhìn anh đăm đăm đứng trước phần mồ của Lâm Minh, anh có dám khẳng định cái chết của anh ấy thực sự không liên quan đến bà trịnh lâm đình hoàn toàn kinh ngạc em rốt cuộc đã biết những gì thế cô cười lớn cái gì cũng biết nếu không phải là em đứng ở bên ngoài vô tình nghe được thì anh định giấu em đến khi nào Lâm Đình hoảng hốt nắm lấy tay cô, ghi chặt. Tất cả đã qua. Tố cẩm, đã nhiều năm như thế, em còn muốn đào bới lại làm gì? <laughs> có phải người chết rồi thì xem mọi chuyện như không có không? Lâm mình bị độc chết dưới tay bà Trịnh, em có thể bỏ qua được sao? Lâm Đình lắc đầu cố gắng khuyên ngăn. Anh hai là người của nhà họ Lâm, Bị kéo vào thù hận giữa hai người vợ của cha anh Bị chết là do ân oán mà tạo thành Xem như cũng là đền hết tội Em không nên xen vào Tố cầm hất tay Giọng quát lớn Vậy thì còn cha mẹ em thì sao Bọn họ có tội gì Cha mẹ em hết lòng trung thành Toàn tâm làm việc cho nhà họ Lâm Chỉ vì có được sự trình bày với đám lính Pháp Lại đem ông ấy ra bán chết Mẹ em muốn tìm người để kiện lại bị dùng tiền chặn hồng. Không ai dám xen vào chuyện của nhà em, bà ấy vì tuyệt vọng mà treo cổ chết. Từng chuyện một xảy ra, em không thể bỏ qua được nữa. Lâm Đình trong thâm tâm đã bắt đầu rơi vào khó xử. Anh muốn dùng những lời bao biện như không thể. Tố cẩm, em đừng chấp niệm nữa. Không phải em tự nói, chỉ muốn an nhà mà sống sao? Em hiện tại lại muốn gì? Người có tội phải đền tội, Kẻ ác phải trả giá Lâm Đình khó tin Nhìn Tố Cẩm như biến thành một con người khác Thần sát đã không còn ôn nhu như xưa Trong mắt chỉ là nỗi hận thù Em đã thay đổi Anh không nhìn ra nữa Tố Cẩm thu lại ánh mắt Môi chỉ nhạt nhẽo mà công lên Nếu như anh cũng trải qua nhiều nỗi đau giống như em của hiện tại Thì anh còn giữ được chính mình như lúc ban đầu nữa hay không? Câu hỏi đặt ra, ngay cả anh cũng không có câu trả lời. Trong lúc Lâm Đình cùng với Tố Cẩm đang nói chuyện, thì bên trong truyền đến tiếng hét lớn của người làm. Cháy, cháy rồi, mau, mau dập lửa. Cả hai người họ đều chạy vào bên trong. Đám người làm ra vào xôn xao, tìm nước dập lửa. Lâm Đình sốt ruột, kéo một tên người làm đến. Cháy ở đâu? Dạ, cháy ở ngay phòng mở ba. Tố Cẩm nghe xong, liền kích động. Cái gì? À An An vẫn còn bên trong. Lâm Đình hét lớn. Mau, cho người vào trong ứng cứu, nhất định phải mang được cậu chủ ra ngoài. Tố Cẩm nhanh chóng đến phòng ngủ, đứng ở bên ngoài liền thức kinh khi ngọn lửa cháy quá lớn, che lấp cả nửa căn phòng. Bà Trịnh cùng với Ái Lan cùng có mặt, chỉ là có chút sững sờ nhìn đám lửa cháy càng lúc càng lớn. Người kích động nhất vẫn là tố cẩm cô gào thét an an ý định muốn xông vào bên trong nhưng tố cẩm vừa chạy được mấy bước đã bị lâm đình giữ chặt ôm lấy đừng tố cẩm rất nguy hiểm cô vùng vẫy không em phải vào đó để cứu an an buông ra buông ra lâm đình ghì chặt lấy cánh tay không để cô vùng vẫy an an sẽ không sao đã có rất nhiều người vào trong đó Tố Cẩm khóc lớn, nhìn ngọn lửa bùng lên cao, trái tim cô như bị cháy xém thành mảnh vụn. Cô bất lực, hòa khóc. An An, An An. Bà Trịnh Trầm Tư nhìn vào bên trong, ái làng nét mặt càng thêm hoảng loạn. đám lửa này khiến cô kinh hại, nó đủ sức thiêu sống một mạng người. Khung cảnh chỉ là sự hoảng loạn, tiếng khóc của Tố Cẩm bao trùm lấy. đám người làm ra vào dập lửa, nhưng An An vẫn chưa được ai bế ra. Tố cẩm nóng lòng không thể đợi được nữa Cô bằng mọi giá phải xông vào bên trong Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện Thì từ bên trong vòng đã thấy mận Từng bước yếu ớt bế theo an an ra ngoài Khi đám lửa bị nước dập tắt từng chút một Mận bị bỏng nửa bên mặt Nửa thân người đều bị lỡ da Cô tiến đến chỗ tố cẩm Mới khủy gối xuống, miếm môi Mợ ba Tố cẩm nhanh chóng ôm lấy an an Cảm giác mất mát đã dần tan biến được đôi chút Nhìn sang Mận, Nửa thân bộng đến thê thảm Nhưng ánh mắt lại ước ác Giống như có điều gì đó muốn nói Miệng lại không thể mở ra Tố cẩm nghĩ do mận quá đau đớn Nên thái độ mới như thế Nhưng lát sau mận liền bật khóc Một cách tức tưởi Lâm Đình cũng hoài nghi bà lên tiếng Rốt cuộc là có chuyện gì thế Mận dùng hai cánh tay bám chặt vào ống quần của tố cẩm mạnh đứt nở Con xin lỗi mợ ba Con đã không thế cứu được cậu chủ Mợ ba là con có tội Tố cẩm thất kinh Lúc này mới cúi xuống chú tầm nhìn vào an an Thằng bé đã hoàn toàn tím tái Môi nhợt nhạt Tuy không hề có bất kỳ vết thương nào trên người Nhưng hơi thở đã không còn nữa Tố cẩm toàn thân bất động Ngay cả hù hấp cũng trở nên khó khăn Mận gào khóc Lúc con ôm chặt cậu chủ trong đám cháy Không hiểu tại sao cậu chủ đã không còn thở nữa Tố cẩm cứ như một người thất thần Ôm lấy con trai Trong lòng nhẹ nhàng nâng niu Lâm Đình mắt đỏ ô Nhìn cô mà đau đớn Bà Trịnh lớn giọng hạ lệnh Người đâu Lôi nó vào trong nhà củi Lo tan sự cho cậu chủ xong thì xử tội. Người làm kéo mận đi, cô vừa khóc vừa gào thét. Mợ ba, con xin lỗi mợ ba. Tiếng hát đó văng vẳng cho đến khi hoàn toàn mất hút. Ái làng chứng kiến toàn bộ, không hiểu vì sao bản thân lại chột dạ. Phòng ngủ của tố cẩm không bị cháy. Ai à ngàn chết đột ngột là trùng hợp hay là do có người sắp đặt. Cô hoài nghi, chẳng lẽ có người nói đứng trước một sự tổn thương, con người thường theo bản năng mà khóc lớn, nhằm vơi đi sự ấm ức, hoặc đứng trước một sự mất mát, con người sẽ dùng nước mắt để gột rửa bớt đi sự đau thương, nhưng lại có một loại cảm giác đau đớn thắt tim, khiến người ta rơi vào bất tri bất giác, hoàn toàn chết lặng. Thoạt nhìn có vẻ rất an tĩnh, nhưng bên trong đã xé rách hoàn toàn, ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi, vì nỗi đau lớn đến mức dùng nước mắt cũng không thể quên đi. Tố cẩm mất con, đó chính là điều đau đớn đến khắc cốt ghi tâm. Tan sự diễn ra, quan tài của An An vẫn còn hơi ấm. Cô ngồi bên quan tài cảm giác đứa con trai của chính mình lần cuối. Tố cẩm ép chính mình phải thật bình tĩnh mới có thể suy xét tất cả. Đêm đó, cô đã tự tay mở nắp quan tài của An An. Thằng bé khùi ngù như đang say giấc, cô khẽ chạm vào gương mặt của con, cho đến cánh mùi tím tái, môi cô mới nhếch lên. Tố Cẩm hạ giọng. Bảo bối, hẹn con kiếp sau. Kiếp sau chúng ta sẽ không phải gặp nhau trong tình cảnh như bây giờ. Mẹ sẽ không phải gả vào gia đình quyền quý, con cũng không cần thân phận cậu chủ gì đó. Mẹ sẽ là một người phụ nữ bình thường, chúng ta lại là một gia đình. Lúc đó không cần bận lòng, không cần tranh đấu, cứ yên bình ở cạnh bên nhau. An An giống như đang mỉm cười Mi cong rủ nhẹ Thằng bé đến bây giờ cũng đã được 4 tháng tuổi Bụ bẩm đáng yêu Tố cẩm cười thẫn thờ Mẹ xin lỗi Vì đã khiến cho con bị lôi vào những chuyện này Ưng oán giữa mẹ và bọn họ Lại ngày càng chồng chất thêm Bọn họ có chết cũng không thể trả hết nợ cho mẹ An An yên tâm Mẹ không thể để con chết oan ức Tố cẩm vuốt ve đôi mắt con Đêm đó cô nói với An An rất nhiều chuyện Cô giúp con thay áo ngủ Mang dậy Mọi thứ để chuẩn bị rất kỹ Cô dặn An An Hãy an tâm mà đi Lúc An An chết Bà Trịnh liền đem chuyện xưa nhắc lại Bà ta bảo tố cẩm chính là mạng số quá cao Mới khắc chết con trai Giống như năm đó Cô đã khắc chết lầm mình Tin đồn này đã lan truyền khắp làng Thanh Mai Người dân cũng nửa tin nửa ngờ Nhưng vẫn xem chuyện này là sự thật Hiện tượng trong làng càng kỳ lạ Cây hoa héo úa Ngay cả ngọn cỏ bên đường cũng không thể sống nổi Cứ ngỡ là điềm tốt lành Nhưng hóa ra là thành rủi ro Ba ngày sau Tố cẩm việc đầu tiên cần phải làm Là sau tan sự của An An Chính là hạ lệnh thả mận ra Mận vì cái chết của cậu chủ Mà hổ thẹn trong lòng Cô quỳ xuống đất Tay bám lấy ống quần của tố cẩm nghẹn ngạo Mở ba Hà tức gì phải thả con ra ngoài Là con có lỗi với mợ Tố cẩm im lặng Đỡ lấy mận đứng lên Ngồi đi Không phải lỗi của cô Mận lắc đầu Mợ đã giao cầu chủ cho con chăm sóc Vậy mà Được rồi Xem cô kìa Thân người bị bỏng thế này nếu không bôi thuốc Thì chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo đấy Tố Cẩm dường như không muốn nhắc lại chuyện về cái chết của An An. Cô cứ muốn lạng tránh, bình tĩnh đi lấy hụ thuốc giúp mận bôi lên, từng chút trên miệng vết thương. Mỗi động tác lặp lại, đều đặn, nhẹ nhàng. Mận cảm giác được sự bình lặng trong mờ ba. Cô hiểu rõ không phải là mờ đau buồn, mà là đau đến mức mất đi cảm giác. Trong tim, ác hẳn đã có một vết sẹo lớn, cả đời cũng không thể nào vơi đi. Cho dù là cố gắng không nhắc đến Nhưng mỗi khi nhớ lại Đều đau thắt mừng mím môi, nước mắt rơi xuống Cô nắm lấy cổ tay của tố cẩm Khóc thành tiếng Mợ, mợ muốn khóc cứ khóc Ở trước mặt con Mợ không cần phải kiềm chế như thế Tố cẩm chỉ khẽ nhếch môi Ta sẽ không khóc đâu mừng cúi đầu tiếng nấc nơi cổ hồng vang lên Vừa mất đi con trai Đã chịu thêm một tiếng oan Họ nói mợ là vì mạng số cao mà khắc chết cả con trai của mình. Mợ sao có thể bình lặng đến như thế? Mợ chẳng qua là muốn che giấu mà thôi. Tố Cẩm nghe mợ nói ra tiếng lòng của mình. Tay cô lại đông cứng. Cô đặt hũ thuốc xuống bàn, cười nhạt. Ta đã hứa với An An, sẽ không phải rời nước mắt. Ta sẽ sống thật tốt để bắt những kẻ đã hại ta phải trả giá. Mợ nhíu mày. Mợ ba định làm gì? hiện tại vẫn chưa thể nói nhưng cô có ủng hộ ta không mận không cần suy nghĩ đã vội vàng trả lời ngay cho dù mợ có làm bất cứ chuyện gì con cũng đứng về phía của mợ tố cẩm cười được xem ra người ta có thể tin tưởng lúc này chỉ còn lại cô mợ ba đã nói như thế vậy còn cậu ba luôn che chở cho mợ đấy thôi tố cẩm thở dài phiền não Lâm Đình đã không thể tin tưởng được nữa. Tuy anh ấy không cùng phe với bà Trình, nhưng cũng chưa từng thật sự chống đối bà ấy. Ta biết Lâm Đình đứng ở giữa rất khó xử, cho nên ta sẽ không để anh ấy phải bị kéo vào chuyện này. Mận trầm tư, chợt nhớ đến chuyện gì đó, mới đem từ trong túi áo ra đến chỗ tố cẩm. Mở ba, xem vật này có quen mắt không? Lúc con bé cậu chủ từ trong đám cháy đi ra, thì vô tình nhặt được cái này. Một chiếc khăn có theo hai chữ hương cả Tố cẩm cầm khăn lên Tuy hơi cháy xém Nhưng dòng chữ rõ ràng vô cùng Sắc mặt cô liền chuyển đến đèn tối Tố cẩm cũng đoán ra được Bà ta đã hãm hại con cô Bây giờ lại có thêm chứng cứ Để khẳng định chắc chắn Nhà của tố cẩm Từ sau khi cha mẹ mất Cô lại thường xuyên lùi tới đây Quét dọn sạch sẽ Trồng hoa, nuôi cá Hưởng thụ sự an nhàn cũng chính là nơi mà Tố Cẩm gặp Ngô Dương để bàn bạc bà kế hoạch. Ở phía sau cô luôn có Ngô Dương hỗ trợ rất nhiều việc. Anh hết lòng giúp đỡ cũng là không muốn cha mẹ cô phải chết oan. Ngô Dương, anh đã điều tra được gì chưa? Ngô Dương đem mấy đống sổ sách ra, lật từng trang. Đây là sổ sách của nhà ông Hương Cả. Anh mua chùa quán gia nhà đó mới lấy được sổ. Hàng năm, tiền họ kiếm được từ bọn lính Pháp nhiều vô kể mỗi lần giao dịch con số đến vài chục cây vàng nhiều nhất là đến hàng trăm tố cẩm phần vân nghe thông tin ở bên ngoài ai nấy đều nói nhà hương cả chỉ là thương nhân buôn bán tại sao nhiều vàng như vậy hơn nữa cho dù là buôn bán gấm lụa thì mỗi lần giao dịch cũng không nhiều đến mức ấy chắc chắn là có mờ ám ngô dương gật đầu thứ họ buôn bán không phải lụa gấm càng không phải vàng bạc mà chính là thuốc phiện Thuốc viện sao? Phải, chỉ có thuốc viện mới có nhiều tiền như thế. Trong chuyện này chắc chắn nhà họ Lâm có liên quan. Vì hai bên làm ăn với nhau rất nhiều lần, không thể nào ngoài cuộc. Tố cẩm căng thẳng. Lâm Đình không phải là loại người hám lợi, vì tiền mà buôn bán hàng cấm đâu. Ngô Dương Hạ Dòng bảo Cầu ba không có, nhưng bà Trịnh thì sao? Bà ta xem trọng nhất chính là lợi ích, thu được lợi bà ta ngu xuẩn mới không làm. Tố cẩm im lặng, trong lòng cô cũng hy vọng Lâm Đình thực sự đứng ở ngoài cuộc. Ngô Dương nói tiếp. Thực ra vẫn còn có một chuyện. Thấy Ngô Dương cứ ngập ngừng, tố cẩm liền thúc giục. Anh cứ nói đi. Tên quản gia của nhà hương cả đã chính miệng thừa nhận. Hôm ở bến cảng không hề có vụ nổ nào xảy ra, hàng cũng bị tổn thất, cha bị bắn chết, có lẽ vẫn có nguyên do đằng sau tố cẩm vừa kinh ngạc vừa tức giận bọn họ đúng là lòng lan già dạ sói muốn biết nguyên do thì anh phải ra tay bắt sống thân cận bên cạnh ông hương cả để tra hỏi nếu mọi chuyện thật sự là như vậy em sẽ không tha thứ cho ông ta ngô dương gật đầu tố cẩm lại hạ dòng bảo anh giúp em một chuyện em muốn lâm đình phải vắng mặt một thời gian để tiện bề cho chúng ta an bài tất cả Ngô Dương nhìn tố cẩm, liền hiểu ra cô trước sau, vẫn không muốn Lâm Đình dính vào những ân oán hơn thù này. Được, anh nghe được tin tức, bên làng hạ người dân đang rất bất bình về chuyện thu thuế của nhà họ Lâm. Thuế đã ngày một tăng cao, bà Trình lại không muốn giảm xuống, người dân đã bị bức đến nghẹt thở, chẳng khác gì lao động phí công. Tố cẩm nhíu mày. Lâm Đình có lẽ vẫn chưa biết chuyện này, Tuy nói anh ấy là người thừa kế gia sản nhà họ Lâm, nhưng bà Trình mới là người đứng sau lưng hạ lệnh tất cả. Bà ta độc đoán mới ra hạ sách tăng thuế. Vậy tìm cách để Lâm Định đến làng Hạ một thời gian đi, em tin chắc anh ấy sẽ giúp người dân bớt khốn khổ. Mấy ngày sau, tin tức ở làng Hạ được truyền đến, đám nhân công hơn mấy ngàn người muốn đình công, bọn họ ai nấy đều đòi tăng lương. Nếu không, bọn họ thà chết đói cũng không muốn làm. Mức thù lao được nhà họ Lâm chi trả Chỉ đủ cống nạp tiền thuế ruộng thuế đất Thực sự không đủ nuôi sống gia đình Chẳng khác gì bốc sức lao động cho bọn họ Nhà họ Lâm vừa cho đất thuê Vừa cho thuê công nhân Chẳng phải quá lợi rồi sao Không cần động tay vẫn kiếm được tiền Còn đám công nhân như bọn họ Phải đến phát bệnh Cũng không đủ tiền nuôi vợ nuôi con Họ còn phí công sức để làm gì Lúc ông hội đồng lâm còn làm chủ, tiền thuế ít, ruộng đất ít. Nhưng từ khi ông ấy mất, tiền thuế và mọi thứ đều tăng cao. Nhất là đổ về mấy năm gần đây, tiền thuế ruộng đã hơn một nửa tiền lương. Ngày đầu chính là bà Trịnh đã hạ lệnh xuống, tăng tất cả các khoản thuế, khiến người dân lao động khốn khổ. Tức nước thì vỡ bờ, bọn họ chịu không nổi nữa nên quyết tâm đứng lên mà đấu tranh. Đại sảnh nhà họ Lâm Bà Trịnh sắc mặt giận dữ, hầm hực mà mắng. Đúng là cái đám dân nghèo, muốn làm phán chứ gì, đình công để đòi tăng lương. Bọn họ đừng có nằm mơ, nếu không sợ chết đói thì cứ ở đó mà quậy đi. Lâm Đình Hà giọng dò hỏi, tiền thuế từ lúc nào mà lại tăng vậy mẹ? Cũng đã mấy năm nay, tại sao trước đây không ai nói, bây giờ mở miệng ra nói thuế cao, chắc chắn có kẻ nào to gan, lực dậy ở phía sau khiến cho cái đám dân ngu dốt đó đứng lên để làm loạn. Lâm Đình không hài lòng, phản đối lời nói của bà. Tiền thuế tăng, bọn họ lấy gì để sống? Tại sao mẹ không bàn chuyện này với con? Bà Trịnh nhiều mắt. Không cần phải bàn, mẹ thấy tăng thuế cũng chẳng có gì sai cả. Bọn họ nên nhớ, bọn họ sống ở trên đất của nhà họ Lâm ta. Mừng ăn trên ruộng của nhà họ Lâm ta, phải chịu phục tùng chuyến thuế má còn nếu cảm thấy thuế cao quá thì cứ cuốc đi đem đất ruộng trả lại cho nhà ta lâm đình lắc đầu mẹ đúng là không nghĩ đến tình người lần này con sẽ đi đến làng hạ để sắp xếp lại tất cả mọi chuyện ngày về vẫn chưa xác định được mẹ ở lại bảo trọng đi bà trịnh trừng mắt còn để đó làm gì hơi sức đâu lại quan tâm tới bọn chúng chúng ta không cần phụ thuộc vào cái thứ làm phản đó vài hôm nữa họ lại phải quay đầu lại cầu xin chúng ta Lâm Đình mắt khăng khăng kiên định Con không thể sống chỉ biết đến bản thân như mẹ Con đến đó để đám dân nghèo yên tâm Còn nữa Về chuyện thu thuế Con cũng cần ra lập lại chính sách mới Bà Trình quát lớn Không được còn không được phép Lâm Đình nhếch môi Nếu mẹ cứ nhất quyết nắm giữ quyền hành không chịu buông Vậy thì trong cái nhà này Cậu ba như con để làm gì Đứng yên để làm con rối cho mẹ điều khiển sao Xin lỗi, con không thể làm được Mẹ nên buông tay đi Sống có lương tâm một chút Ý còn nói Mẹ không có lương tâm sao Anh Hờ hưởng đáp Mẹ tự suy xét lại chính mình xem Tất cả những chuyện mẹ đã làm ra Có chỗ nào là đúng với lương tâm không Còn Bà Trịnh cứng hồng Lâm Đình rời khỏi nhà Kiên định, dứt khoát Phòng của Ái Lan Mẹ, mẹ nói thật chưa còn biết Có phải mẹ làm không hả Cô kéo tay bà Hương cả Liên tục dò hỏi Bà ta cau mày Đem tay Ái Lan kéo ra Làm cái gì Ái Lan kích động Chuyện về cái chết của An An Có phải do mẹ không Bà Hà dòng phản bác Con đừng có đa nghi như vậy chứ Chuyện gì cũng đổ lên mẹ là sao Ái Lan càng khăng khăng khẳng định Mẹ nói dối, Hôm phòng của Tố Cẩm xảy ra vụ cháy lớn Con đã không thấy mẹ đâu Lúc mẹ về trên người còn nồng nặc mùi khói Con còn tìm được lọ phấn hoa trong túi mẹ Có phải mẹ đã dùng phấn hoa để độc chết An An Bà Hương Cả tránh né Ái Lan bất an nói tiếp Phấn hoa là độc dược gia truyền của nhà ta Cha thường dùng trong lúc cấp bách nhất Phấn hoa không có mùi không có vị Nhưng một khi hít phải sẽ làm đối phương nghẹt thở đến chết Bà Hương cả biết không thể chối cãi nữa Đành gật đầu thừa nhận Phải thì sao Mẹ đã nói mẹ sẽ thấy con an bài mọi chuyện Con trai của con đã mất Cô ta càng không nên có con Ái làng hoàn toàn kinh sợ Cô ngã quỵ xuống đất Mẹ à Thủ đoạn như vậy là quá tàn nhẫn Nó chỉ là một đứa bé thôi Mẹ tại sao lại ra tay độc ác như vậy Bà đưa tay kéo lấy tay con gái đứa bé thì sao chứ? Nó sinh ra chính là cản trở của con. Kẻ nào cản trở con gái của mẹ, kẻ đó đều phải chết. Tố cẩm, bây giờ so với con cũng không khác gì. Con phải cùng cô ta đấu cho đến cùng. Ái Lan thét lớn. đủ rồi, con không muốn đấu nữa. Ông trời trách con quá nhẫn tâm, nên mới đoạt mạng của con trai con. Đó là báo ứng. Mẹ dừng tay lại đi, nhân quả báo ứng là có thật. Bà Hương Cả lớn giọng Đã không thể dừng lại được nữa Chỉ cần cô ta chết Mọi chuyện mới thực sự kết thúc Con cứ yên lòng Vì đã có mẹ thay con quyết định tất cả Ái làng khóc lớn Cô run sợ trước sự lạnh lùng của mẹ mình Trong lòng cô đã hiện rõ Sự bất an đến tột độ Lâm Đình vừa rời khỏi làng Thanh Mai Đến làng Hạ thu xếp công việc được vài ngày Ngô Dương đã bắt đầu có hành động anh dựa vào mối quan hệ mà tìm được vài người đáng tin, trực chờ ở trước cổng nhà ông bà Hương cả để theo dõi nắm bắt thông tin. Anh dùng tiền mua chuộc mấy tên người làm trong nhà họ, bọn chúng thấy tiền liền sáng mắt, nên tuân theo lệnh của Ngô Dương. Bên trong, bên ngoài đều được Ngô Dương cài nồi gián, tránh bước dây động rừng nên Ngô Dương mới tìm người theo dõi hành động, đã nắm được hành tung của tên Châu người thân cận bên cạnh ông Hương cả. Những ngày gần đây tên Châu luôn có hành động rất bất thường Hắn thường xuyên ra vào tiệm cầm đồ Giống như đang rất tốn tiền Ngô Dương nghi hoặc Tên Châu ở nhà Hương Cả đã nhiều năm Hậu thuẫn ông ta dĩ nhiên không tệ Đến mức nào lại phải đi cầm đồ chứ Tên người làm cúi đầu nói rõ Nghe người trong nhà nói Đã gần nửa năm hắn đều làm không công Vì mắc một sai lầm lớn Mới bị ông Hương Cả trách phạt Ngô Dương nhíu mày liền nhận ra vấn đề. Ông Hương Cả xem trọng tiền tài, nếu không phải động đến tổn thức thì ông ta cũng không phạt nặng đến như thế. Được rồi, cậu cứ quay về đi, đợi đến ngày mai tên châu ra ngoài thì cho người bắt giữ. Người làm cúi đầu. Chờ đã. Ngô Dương đem ra một sấp tiền, đưa vào tay tên người làm, liền nói. Đem số tiền này chia đều cho mọi người đi, Tên người làm chần chờ Số tiền này so với thỏa thuận có phải quá nhiều hay không? Ta trước giờ thưởng phạt phân minh Những ai làm việc cho ta Ta nhất định sẽ không bạc đại Huống hồ các người còn phải lo cho gia đình Người làm cung kính Ngài thật tốt quá Chẳng bù cho nhà ông Hương cả Chẳng nghĩ chút tình người Ngô Dương điềm đạm công môi Ta không tốt Những chuyện này ta đều làm thay cho mợ ba cậu mau đi đi Để tránh bọn họ nghi ngờ Đúng như dự đoán Ngày hôm sau tên châu đến tiệm cầm đồ Nhưng lần này trên tay hắn là chiếc bình hoa cổ Được cất kỹ trong túi vải đen ngồi Dương đến chỗ tiệm cầm đồ dò hỏi liền biết được thông tin Tên châu thường xuyên bán đồ ở tiệm này Những món đồ hắn bán đều là trộm ở nhà Hương cả Mỗi ngày một ít Từ món nhỏ đến món lớn Vì chủ tiệm cũng được lời Nên mới im lặng không vạch trần ra Hôm đó, sau khi tên Châu rời khỏi tiệm cầm đồ, đã bị người của Ngô Dương đi đến, chặn ngay trước cửa. Tên Châu sợ hãi. Các người, các người là ai? <laughs> Ngô thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cậu. Tên Châu cự tuyệt. Tôi không muốn. Tôi là người công hương cả. Các người dám động đến tôi. Mấy người làm liền cười lớn, đem dao dí sát vào người hắn. Nếu nhông hương cả biết được, cậu lén lút đem đồ của nhà ông ta đi bán thì ông ta có còn trọng dụng cậu hay không? Mau đi." Tên Châu xanh mặt, liền miễn cưỡng bị kéo đi. Nơi đến chính là căn nhà tranh nhỏ nằm ở một nơi kín đáo, xung quanh cũng vắng người. Nếu không phải là thôn dân tại đây thì cũng không ai biết được căn nhà tranh này. Tên Châu hai tay bị trói lên trần nhà, đứng trước sự tra hỏi của Ngô Dương, hắn cũng không chịu hé răng đến nửa câu. Ngô Dương tức giận nói màu, để tránh bị cực hình tra khảo thì mau mở miệng tên châu vẫn ngoan cố muốn tôi nói cái gì ta muốn cậu nói ra những bí mật của nhà hương cả tên châu cười khinh đừng có nằm mơ tôi sẽ không phản lại ông chủ ngô dương nghiến răng ông ta đối xử với cậu tệ như thế cậu vẫn trung thành như vậy sao là tôi làm sai phải chịu phạt ông chủ không bạc đãi tôi Ngô Dương lớn giọng bảo Có chết cũng không chịu nói đúng chứ Đúng Tôi rơi vào tay các người Muốn chém muốn giết tùy các người Ở bên ngoài Tố Cẩm không biết đã đến từ lúc nào Cô bước vào Sắc mặt lạnh lùng Nhìn đâm đâm tên châu Để cậu chết dễ dàng như vậy sao Tên châu kinh ngạc Thì ra Cô là mợ ba nhà họ Lâm Lại cố ý bắt người tra khảo Mở không sợ bà Trịnh biết được chuyện này sao Tố cẩm nhếch môi Đã có gàng bác Thì còn sợ cái gì chứ Tố cẩm từng bước tiến lại gần hắn Cậu có thể không mở miệng Nhưng đừng trách ta không nói trước Vợ con cậu có an toàn hay không Là do cậu quyết định đấy Tình châu kinh ngạc Cả ngô dương cũng không lường trước được chuyện này Tố cẩm đã đi trước một bước khiến tên châu không thể ngoan cố mợ mợ đã bắt vợ con tôi mợ là người có học tại sao lại hành xử như côn đồ như vậy tố cẩm cười hành động của ta so với ông hường cả vẫn còn kém rất xa ta hỏi lại một lần nữa còn nói hay không tên châu nhượng bộ hạ thấp giọng Tùy tôi là thân cận bên cạnh ông ấy nhưng mà không phải chuyện gì tôi cũng biết Ta chỉ cần biết một chuyện Lần đó ở bến cảng đã xảy ra chuyện gì Ông gá như thế nào lại bị bắn chết Thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Hoa tan cho ngày cưới Được viết bởi tác giả Hoa Tổng Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối của bộ truyện này Sẽ được phát sóng vào 19 giờ 45 phút ngày mai Trên kênh độc truyện Chị Dậu Còn bây giờ xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong diễn chương trình phát sóng tiếp theo chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc